Xin kính chào bà con nhé. Đây cả thấy Thanh Bình lại đi chứng theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho một bà con ở trong Nghệ An. Cảm ơn bà con đã tin tưởng cả thấy Thanh Bình. Chứng của cả thấy Thanh Bình sẽ được đóng rất là cẩn thận để đảm bảo cho bà con chăn nuôi thành công. Và chứng của cả thấy Thanh Bình uy tín như thế nào thì bà con biết rồi. Đó. Nên là chị Linh Bình cấp chứng theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con. Nhiều bà con hỏi chị Linh Bình về hợp đồng, chị Linh Bình sẽ gửi đi theo theo chứng nhé, là có chữ ký của chị Linh Bình. Còn kỹ thuật để bà con biết chị Linh Bình làm ăn uy tín như nào, đó là kỹ thuật chị Linh Bình không viết ra nhé, thì nói rất nhiều lần cho bà con rồi. Con dế là con dế sống. Thế thì mình sẽ hỗ trợ trực tiếp qua video Zalo, nên chỉ có một cái bản hợp đồng duy nhất thôi. Đó. Chính đóng rất cẩn thận. Đây. Hợp đồng của Lê Thanh Bình đây. Đây như thế này. Đó, nó có chữ ký của Lê Thanh Bình. Có ngày tháng năm. Đó, bà con xem. Sau đó được bà con ký vào đây. Đó, ký vào bên này. Sau đó chụp hình gửi lại cho Lê Thanh Bình là hai bên sẽ được giữ đúng hợp đồng. Đây là hợp đồng bao tiêu sản phẩm của chợ Thế Thanh Bình. Đó, này thì anh Bình sẽ cũng như mọi lần thôi, thì mình sẽ đưa bản hợp đồng vào đây và gửi kèm theo chứng cho bà con. Đó. Hai bên giữ hợp đồng với nhau. Để yêu cầu bán hàng của chợ Thanh Bình thì không khắt khe. À, bà con nuôi khoảng độ 80-90% thì bà con gửi cho chợ Thế Thanh Bình về bến xe Tiền Hải. Thì anh Bình sẽ có nhân viên đi đón hàng về cho chạy. Đó. Thì anh Bình làm ăn uy tín như nào thì bà con biết rồi. Đây, đóng như vậy, để vào đó. Và đây, nhắc lại một lần nữa cho bà con nhé. Hôm nay gửi hợp đồng, bản hợp đồng kèm theo đây. Đây, chữ ký anh Bình nhắc lại cho bà con này. Đây nhé, bà con nhìn này. Đó, thì anh Bình chữ ký. Ghi ngày tháng năm đồng hoàng, bà con ký. Sau đó bà con sẽ chuyển lại cho chị Thanh Bình nhé. Đó. Và sẽ được đúng ở đây. Cảm ơn nha, bà con đã tin tưởng chị Thanh Bình. Chỉ có một bản hợp đồng duy nhất nhé. Kỹ thuật chị Thanh Bình không phải cóp cái nọ cái kia. Và để cho bà con phải thất bại. Thế mình sẽ hỗ trợ trực tiếp qua video và Zalo, Messenger hoặc là Zalo để cho bà con chăn nuôi thành công. Đó. Thì con dế trở nên mình nhắc đi nhắc lại bà con là con dế, con dế sống. Ai làm việc theo kiểu nó biết ra và đưa cho bà con thì nó không đúng đâu. Thì mỗi nơi người ta dế phát triển một cách khác nhau. Đó, phát triển một cách khác nhau. Nên là dế mình sẽ nhìn trực tiếp. Sau đó sẽ hướng dẫn bà con là nuôi con dế rất là dễ thôi. Nhưng bà con trải nghiệm. Đó. Thì bà con ở các nơi rất là tin tưởng dế Thanh Bình. Để kỹ thuật hỗ trợ rất nhiều bà con thành công. Cảm ơn bà con. Cửa hàng của chị Thanh Bình đi liên tục, đi liên tục. Đầu năm mới rất nhiều bà con đã điện về chị Thanh Bình để hỏi mua trứng. Chị Thanh Bình vẫn bán trứng nẻ ra thị trường đều nhé, trứng nẻ và ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con ở toàn quốc, các tỉnh toàn quốc. Cảm ơn bà con đã tin tưởng chị Thanh Bình. Thì anh Bình luôn luôn mong muốn bà con trong ngành chăn nuôi dế thành công. Như vậy thì anh Bình sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho bà con qua Messenger, Facebook hoặc là Zalo để cho bà con chăn nuôi thành công. Cảm ơn bà con đã tin tưởng với anh Bình trong những năm qua. Đó. Rất nhiều bà con thất bại nhưng mà được thế thì mình hỗ trợ để đã thành công. Rất nhiều bà con là ở trong Nam, là miền Trung, miền Bắc. Đó. Đây là quái hợp đồng của một bà con ở trong Nghệ An. Thế anh Bình sẽ đóng chứng hợp đồng như này ra gửi cho bà con. Đúng là thế anh Bình đóng rất là cẩn thận, rất là cẩn thận để cho bà con chăn nuôi. Bà con trong ngành chăn nuôi dế toàn quốc thành công nhé. Ai cần gì thì cứ gọi điện trực tiếp số điện thoại để đến mình ở để trên kênh YouTube. Đó. Để
bà con gọi trực tiếp cần hỗ trợ kỹ thuật hay là mua trứng lẻ hoặc là ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm bên nhà máy Thanh Bình thì mình hoàn toàn là uy tín và giữ hợp đồng lâu dài mãi mãi, bà con cứ chân nuôi. Đây là gói hàng của Thanh Bình bình đóng và hợp đồng được bỏ trong đây rồi, đó sẽ mang ra xe gửi cho bà con. Kính chúc bà con những ngày nuôi dế thành công nhé.